vị bằng các bạn. Ở một số nơi, vẫn còn người có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước để thoát nghèo. Thế nhưng, ở huyện Phong Thổ lại có những hộ dân luôn có ý thức tự giác, tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo để chia sẻ sự giúp đỡ của nhà nước cho những hộ còn khó khăn hơn. Việc làm này đã tạo ra làn gió mới trong công cuộc giảm nghèo của huyện. Từ khi đạt chuẩn nông thôn mới đến nay, xã Không Lào đã có những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế. Cùng với đó thì ý thức của người dân trong việc xóa đói giảm nghèo cũng đã có sự thay đổi đáng kể. Tiêu biểu như gia đình anh Lù Văn Hụ ở bản Huề Nả. Sau nhiều năm là hộ nghèo thì đến nay gia đình anh đã tự nguyện nộp đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Để thoát được nghèo, bản thân anh Hụ đã có sự thay đổi về nhận thức, không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước mà nỗ lực chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế. Trước là con tôi cũng vì hoàn cảnh đi con cháu đi học thì bây giờ con cháu cũng học xong rồi thì có vợ con xong bây giờ có cũng đi làm bên công ty thủy điện. Gia đình thì cũng không muốn là ỷ vào cái nhà nước thì vì nhìn lại thì đằng sau mình nó còn nhiều người đang còn khó khăn hơn mình nhiều. Thì bây giờ con cũng đã trưởng thành rồi, vợ con rồi, cũng công việc, công ăn việc làm rồi thì bây giờ cũng muốn là xin đơn để thoát nghèo. Chúng tôi thực hiện là công tác là tuyên truyền vận động người dân tại cuộc họp của thôn bản. Ngoài ra thì cũng phân công anh em cán bộ công chức phụ trách các thôn bản là gặp trực tiếp những hộ mà có điều kiện là có thể rằng là đã thoát nghèo, thoát cận nghèo rồi để làm công tác tư tưởng. Và qua làm công tác tuyên truyền vận động vừa rồi thì chúng tôi đã cũng nhận được là 10 đơn của 10 hộ là xin thoát hộ nghèo và cận nghèo. Điều đó chứng tỏ rằng là cái chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo, cận nghèo là nó là đúng đắn và phù hợp với điều kiện tâm tư nguyện vọng của người dân, cũng tạo cái sự lan tỏa cho những hộ khác để mà thúc đẩy tinh thần tự lực tự cường, làm ăn phát triển kinh tế xã hội cho gia đình cũng như là góp phần là xóa đói giảm nghèo ở địa bàn. Bản Lang là xã biên giới của huyện Phong Thổ. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, đời sống của nhiều hộ gia đình vẫn còn khó khăn, nhưng đây lại là địa phương có số hộ nghèo tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo nhiều nhất của huyện Phong Thổ. Tới thăm gia đình ông Lưu Văn Tòm, người dân ở bản Hợp 2, xã Bản Lang, là một trong số những hộ viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Trước đây, cuộc sống gia đình ông rất khó khăn. Ông bị đau ốm thường xuyên, không lao động được. Dù vậy, ông bà vẫn cố gắng chăm chỉ lao động, dành dụm xây dựng được căn nhà mới 2 tầng, chi giá trên 500 triệu đồng, thay thế ngôi nhà gỗ cũ xuống cấp. Tôi viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo này, ý là bây giờ là để cho tôi gia đình tôi không khá rồi thì lên rồi thì tôi đủ ấm no rồi thì tôi dành cho hộ khác nghèo hơn tôi. Viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo cận nghèo là nét mới của xã Bản Lang mà trước đây chưa từng có. Để động viên các hộ kịp thời, chính quyền xã đã khen thưởng trong dịp ngày hội đại đoàn kết và tuyên truyền rộng rãi về ý thức nghị lực, nét đẹp, tính nhân văn trong hành động của người dân, lan tỏa những hành động đẹp, khơi dậy phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Thì chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ và năm nay chúng tôi có một cái mới là chúng tôi đã gợi ý, gợi mở cho ban quản lý của các bản, các thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo của xã là cố gắng tuyên truyền vận động bà con nhân dân chủ động viết đơn tự nguyện xin thoát khỏi hộ nghèo. Thì đây là một cái hiệu ứng tốt, rất tốt, lan tỏa theo cái công tác phong trào toàn dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Thì trong kế hoạch năm 2023 này thì chúng tôi cũng đã giảm nghèo được trên 8% và vượt 120% kế hoạch mà Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho xã Bản Lang. Theo thống kê, năm 2023, huyện Phong Thổ có 60 hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, thoát cận nghèo. Trong đó, xã Bản Lang có 33 hộ, xã Xin Rủi Hồ 17 hộ và xã Không Lào 10 hộ. Những lá đơn xin thoát nghèo thể hiện trong nhận thức của người dân đã có sự thay đổi. Thay vì tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước,
Nhiều hộ dân khi thấy điều kiện kinh tế khá hơn đã tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây chính là kết quả của việc sát sao đồng hành cùng hộ nghèo để vươn lên thoát nghèo của cấp ủy chính quyền địa phương. Theo đó, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn rà soát từng tiêu chí của các hộ nghèo để có phương hướng hỗ trợ, phân loại các nhóm đối tượng nghèo để có chính sách hỗ trợ phù hợp, tăng dần các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, có chính sách đối với các hộ thoát nghèo để mua phương tiện sản xuất, cây con giống, khuyến khích họ vươn lên thoát nghèo bền vững và giảm dần chính sách hỗ trợ trực tiếp, cho không đối với một số nhóm đối tượng. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách cho vay vốn sau khi thoát nghèo cũng là một trong những động lực để người dân thêm tự tin thoát nghèo bền vững. Các giải pháp dạy nghề, giải quyết việc làm, hướng dẫn cách làm ăn và nhân rộng các mô hình làm kinh tế hiệu quả cũng là cách mà huyện Phong Thổ đặc biệt chú trọng trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Để tiếp tục tạo sự lan tỏa những cái gương điển hình trong cái phong trào thoát nghèo, tới đây Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cũng sẽ phối hợp với lại các cái cơ quan liên quan để tham mưu cho Ủy ban nhân huyện tổ chức các cái chương trình hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở trên địa bàn. Tuy rằng cái chặng đường giảm nghèo phía trước cũng còn khá là khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của các cấp chính quyền và sự ủng hộ đồng lòng của nhân dân thực hiện công tác giảm nghèo và những cái chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội ở huyện Phong Thổ đang triển khai đồng bộ thì sẽ sớm về đích là đưa huyện Phong Thổ thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025. Tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo không hẳn vì đã thực sự hết khó khăn, mà vì nhận thức được trách nhiệm nỗ lực vươn lên và ý thức trong việc sẻ chia, hỗ trợ với những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình. Đây là những tấm gương tốt thể hiện sự quyết tâm trong vươn lên thoát nghèo. Hy vọng những lá đơn xin thoát nghèo ở Phong Thổ sẽ là làn gió đổi thay, sẽ ngày một nhiều lên, nhân rộng ra nhiều xã trong huyện, góp phần đưa Phong Thổ thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025.